Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Sneaker Daily và chúc anh em có một năm 2023 thật là nhiều sức khỏe và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một phiên bản Air Force One mà mình nghĩ là rất là nhiều anh em đang cần, một cái phiên bản mà có cái phối màu cực kỳ là dễ phối đồ, trắng và đen thôi. Và đó chính là phiên bản Air Force One Panda. Ở đây thì mình có một đôi Air Force One Panda size 44 với code là DV0788001. Xa phối màu là black, white, black như này đây. Và những cái phiên bản mà có code bắt đầu bằng chữ DV như mình cũng đã nói trong những video trước thì thường là những phiên bản mà có những cái điểm nhấn khá là đặc biệt. Và nhất là ở cái phần dấu Scoot thì sẽ cùng mình unbox cái đôi Air Force One Panda này xem là liệu với một phiên bản Air Force One code DV thì nó có những cái chi tiết đặc biệt giống như là trên những cái phiên bản Jordan mà mình đã giới thiệu anh em hay không nhé. Ok, ở đây thì mình sẽ có một chiếc hộp màu xám thông thường của Air Force One, cũng không có gì quá là đặc biệt cả. Và đến với phần giày gói thì nó cũng là một cái giày gói Air Force One giống như những phiên bản Air Force One trắng bình thường mà thôi. Hãy cùng đến với cả nhân vật chính của chúng ta. Wow, một đôi Air Force One Panda chỉ có phối màu trắng và đen rất là cơ bản như thế này. Thực sự là với cái phối màu như này thì mình nghĩ là nó sẽ được rất là nhiều anh em yêu thích, bởi vì là nó cực kỳ là dễ phối đồ. Đối với những cái phiên bản Air Force One thì dường thường mọi người sẽ chỉ hướng đến những cái thứ gì đấy mà nó rất là gọi là dễ phối, hay nói một cách như kiểu là nó cực kỳ đơn giản càng tốt. Trên phiên bản Air Force One Panda lần này thì chúng ta sẽ có một bộ đế ngoài màu đen, một bộ đế giữa màu trắng cùng với cả logo E màu đen như này. Ở bên trên phần upper thì sẽ là sự kết hợp giữa hai màu đen trắng, ở phần toe box thì là màu trắng, phần viền như này màu đen, và phần gót thì lại là màu đen, dấu Scoot thì được làm màu trắng. Và tất nhiên là cái điểm đặc biệt của một phiên bản mà có code DV đó chính là ở dấu Scoot này, với một cái dấu Scoot được làm như dạng là double Scoot và với một cái layer màu đen ở bên dưới thì nó làm cho đôi giày này trở nên nổi bật hơn rất là nhiều so với những cái phiên bản khác. Và ngoài ra thì những cái chi tiết ở trên phiên bản Air Force One Panda này thì cũng không còn chi tiết nào được làm quá là đặc biệt. Thế nhưng với một cái tổng thể đen trắng mà được kết hợp khá là hài hòa thì mình đánh giá là đây là một phiên bản mà mình nghĩ là rất là dễ để phối đồ. Còn anh em thì có suy nghĩ như nào thì hãy cứ để ở dưới phần comment cho mình biết về phiên bản này. Ở phần sock liner thì cũng là màu đen, phần lót đệm bên trong thì sẽ là màu đen cùng với cả logo Nike Air màu trắng như này. Ngoài ra thì ở phần lưỡi gà mình sẽ xem là nó có gì đặc biệt hơn không. Phần lưỡi gà thì cũng chỉ là logo Nike Air màu trắng như này mà thôi. Phần lace start thì cũng là một logo Air Force One màu xám rất giống trên cái phiên bản Air Force trắng khác. Ngoài ra thì có một điểm nữa là ở cái phần chính diện của đôi giày, các bạn nhìn vào như này thì mình cảm giác là cái bộ dây đen này nhiều khi nó cùng kết hợp cùng với cả cái phần layer màu đen như này, phần lỗ xỏ dây màu đen, thì nó lại đem lại một cái cảm giác là nó hơi bí chân. Thì anh em có thể thử xem là khi mà sở hữu đôi giày này thì thử cái bộ dây trắng thay thế bởi một bộ dây trắng để xem là nó có đẹp hơn không. Còn một điểm nữa ở trên đôi Air Force One Panda là khi mình cầm ở trên tay cái phiên bản này thì mình cảm giác là nó nặng hơn so với những cái đôi Air Force One khác. Nhưng không biết là có phải như vậy không hay nó chỉ là cái cảm giác của mình, nhưng thực sự là khi mình cầm trên tay thì mình thấy nó hơi nặng so với những phiên bản Air Force One bình thường mà mình cảm nhận. Ok, và đó là phiên bản Air Force One Panda, và mình đã nói là muốn giới thiệu với các bạn một phiên bản rất là dễ đi, dễ phối màu. Và về phần fit size thì vẫn như những phiên bản Air Force One khác, mình vẫn khuyến khích anh em là đi down nửa size đến một size so với true size của mình. Và tất nhiên là cái phiên bản Air Force One Panda này thì vẫn đang được mở bán tại Sneaker Daily, và anh em có thể đến Sneaker Daily để trải nghiệm em nó. Không nhất thiết phải mua, các bạn có thể đến để đi thử, để cảm nhận ở trên chân. Sau đây thì sẽ có phần on fit của mình, và các bạn nhớ đăng ký YouTube của Sneaker Daily để đón chờ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.